Chào mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người thêm một cái máy đục hạng nặng của hãng Toto ha. Thì cái máy đục này rất là lớn nha mọi người, một người cầm nhiều lúc cũng không nổi đó ha. Rồi tôi xui ra đây. Thì cái máy đục này nó sử dụng, nó có công suất là đây, công số đó là 1.700W, 1.700W đó. Còn thông số lực tập của nó đâu vừa có thấy. Thì đây nó sử dụng là cái mũi đục đây, mũi đục rất là lớn nha, mũi đục này chắc đó. Này những người đục sàn bê tông thép rồi đó, mũi đục rất là lớn. Máy này nặng lắm, tôi không có sách ra, tôi chỉ thể giới thiệu nha, không có cầm test thử được. Đây là hai cái mũi đục, máy trang bị hai cái mũi đục đó. Đây là cái tay nắm chặt đó. Ta bỏ này vì nó nặng quá. Đây là đầu mở đầu bơm dầu ha, đây bơm dầu. Đây nguyên cái khung này nó làm bằng đúc nguyên khối ha, nhôm đúc. Rồi cái này đúc đây, đây nó ráp vô ha, đúc cầm rất là chắc tay. Toto hình phía trên tay cầm ha, rất là chắc chắn. Rồi, máy rất là to ha, máy rất là to đó. Thì đây có thông số nó nè, thông số nó đây. Trọng lượng của cái máy này là 16 kg nha mọi người. Cái lực đập của nó là 45 ha. Cái lực đập của máy hồi nãy nó nhỏ lắm, nó chỉ có 20 thôi, này tới 45, hơn gấp đôi, 1.700 vòng một phút. Tốc độ nó là 1.400 vòng phút đó, tốc độ đập đó. Máy hàng xuất 2017 ha. Máy này được bảo hành là 6 tháng, chính hãng Toto. Quay cận cảnh cho người xem nha, mày rất là chất, hàng rất là chất ha. Rồi nặng lắm, tôi khiêng một tay không có nổi, tôi sẽ kéo về đây chút xíu. Cái đầu này nặng lắm, một mình tôi bê cũng không nổi luôn. Đây cái lực cái đầu này rất là chắc đó, rồi xem nha, chắc lắm, được bọc sáng này làm bằng cái mặt bích này được sáu lục giác lớn lắm. Dùng cái máy này máy này thiết kế dành cho những dân đi đục bê tông đó, đục sàn á ha. Có hơi lực chút xíu nó cầm rất là nặng nha. Rồi thì mọi người có nhu cầu liên hệ mua hàng số thoại trên màn hình ha. Cái giá này chúng tôi chưa cập nhật hàng mới về nha. Rồi mọi người xem trên cái tiêu đề ở dưới ha, tôi sẽ để giá. Rồi thôi, cảm ơn, rồi xin chào mọi người.